Chiều nay chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc bổ sung cập nhật nhằm hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 gọi tắt là quy hoạch điện 8. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngày 1 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8. Theo đó, nguồn điện mặt trời tập trung có quy mô công suất tăng thêm tới năm 2030 là 1.500 MW. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ. Chưa xem xét bổ sung cập nhật kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đối với các dự án đang trong diện thanh tra, điều tra nghiên cứu giả soát nguồn công suất điện mặt trời tập trung trong quy hoạch điện 8, có giải pháp phù hợp, khả thi, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển khi nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn được ban hành, phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án điện mặt trời, điện gió, được nêu tại kết luận thanh tra từ đó đề xuất các giải pháp kiến nghị để các địa phương và chủ đầu tư có thể sớm triển khai các dự án nhằm đảm bảo việc phát triển nguồn điện phù hợp với cơ cấu nguồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ yêu cầu các địa phương điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch điện 8, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị tiếp tục ra soát các dự án điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch. Điều chỉnh quy hoạch điện 8 để xác định các dự án đủ điều kiện triển khai, đảm bảo cơ cấu nguồn điện mặt trời đã được phê duyệt. Giao thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án điện mặt trời, điện gió.